Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi làm bài tập của bài số 110 Thể tích của một hình rồi đúng không nhỉ? Vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của bài số 111 cm khối, dm khối, trang số 31 trong sách bài tập toán lớp 5 tập 2 nhé. Đầu tiên các con đã chuẩn bị cho cô một quyển vở bài tập này, một quyển nháp, bút và thước để sẵn cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng mình hãy bắt đầu nhé. Vậy thì trước khi đi làm bài tập thì cô sẽ cùng con đi ôn lại kiến thức về cm khối và dm khối. Vậy thì thế nào là cm khối và thế nào là dm khối nhỉ? Hai đơn vị này có tác dụng gì và chúng có ứng dụng gì trong toán học ở thực tiễn nhỉ? Chúng ta hãy cùng đi ôn tập lại nhé. Như chúng ta đã biết thì để đo độ dài, cô và các con sẽ dùng đơn vị là cm này, dm phải không nhỉ? Vậy để đo diện tích thì cô trò mình sẽ dùng cm vuông này, dm vuông đúng nhỉ? Vậy thì để đo thể tích thì người ta sẽ dùng đơn vị gì nhỉ? À, hôm nay cô sẽ ôn tập lại cho con. Đó là để đo đơn vị là thể tích thì người ta sẽ dùng là cm khối và dm khối đấy các con ạ. Và cô có định nghĩa đó là cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm, và cm khối viết tắt là cm và thêm số 3 ở bên trên đúng nhỉ? Tiếp theo, dm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm, và dm khối viết tắt là dm và chúng ta thêm số 3 nhỏ ở bên trên đúng nhỉ? Tiếp theo, cô có một hình lập phương có cạnh là 1 dm, gồm chiều dài là 1 dm, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 ô có độ dài là 1 cm đúng nhỉ? Vậy thì một hình lập phương có cạnh dài 1 dm sẽ gồm có tất cả là 10 x 10 x 10 sẽ bằng 1000 hình lập phương có cạnh là 1 cm. Vậy thì từ đó người ta có 1 dm khối sẽ bằng 1000 cm khối. Vậy thì các con sẽ phải lưu ý cho cô những kiến thức này nhé. Đầu tiên, dm khối và cm khối là các đơn vị để đo thể tích nha. Tiếp theo, dm khối được ký hiệu là dm và chúng ta thêm số 3 nhỏ bên trên này. Tiếp theo, cm khối chúng ta sẽ viết cm và thêm số 3 ở bên trên. Tiếp theo, các con cần nhớ cho cô đó là 1 dm khối sẽ bằng 1000 cm khối. Đúng không nhỉ? Vậy thì nếu mà cô có 1 cm khối thì sẽ bằng bao nhiêu dm khối nhỉ? À, cô sẽ lấy 1 chia cho 1000 là sẽ ra được 1 cm khối. Vậy thì các con sẽ phải nhớ cho cô đó là 1 dm khối bằng 1000 cm khối, và 1 cm khối thì sẽ bằng 1/1000 dm khối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của sách bài tập nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài số 1. Đề bài người ta cho con hai ý, đó là ý A và ý B. Ý A người ta yêu cầu con viết cách đọc các số đo sau theo mẫu. Người ta cho con mẫu đó là 82 cm khối, đọc là
82 cm khối. Và bây giờ các con sẽ phải viết cách đọc các số đo 508 dm khối này, 17,02 dm khối này và 3/8 cm khối. Đầu tiên về số 508 dm khối, các con sẽ viết là 508 decimet khối, đúng nhỉ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang số 17,02 decimet khối, có cách đọc là 17,02 decimet khối. Rồi, tiếp theo phân số 3/8 cm khối chúng ta sẽ đọc là 3/8 cm khối. Đúng không nhỉ? Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong ý A nhỉ? Bây giờ cô và con sẽ đi làm ý B nhé. Đề bài người ta yêu cầu con viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm. 252 cm khối, 5.008 dm khối, 8,320 dm khối và cuối cùng là 3/5 cm khối. Các con sẽ viết thành các số đo. Đầu tiên là 252 cm khối, chúng ta sẽ viết là 252 cm khối, là chúng ta sẽ viết cm và số 3 ở bên trên, đúng nhỉ? Tiếp theo này, 5.008 dm khối, chúng ta sẽ viết là 5.000 này, 008 dm khối. Và decimet khối chúng ta sẽ viết là decimet và thêm chữ, thêm số 3 ở bên trên. Tiếp theo này, 8,320 dm khối chúng ta sẽ viết là 8,320 dm khối. Tiếp theo cuối cùng này, 3/5 cm khối chúng ta sẽ viết là 3/5 cm khối, đúng không nhỉ? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1 nhỉ? Bây giờ cô và con sẽ đi làm bài tập số 2 nhé. Đề bài ta yêu cầu con viết số đo thích hợp vào chỗ chấm. A nhỏ, 1 decimet khối bằng bao nhiêu cm khối này? Tiếp theo, 4,5 decimet khối bằng bao nhiêu cm khối? Tiếp theo, 215 decimet khối bằng bao nhiêu cm khối? Tiếp theo này, 2/5 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? Đầu tiên, chúng ta sẽ đi làm ý A trước nhé. Đề bài ta hỏi con là 1 dm khối bằng bao nhiêu cm khối mà vừa nãy chúng ta đã được học rồi. 1 dm khối thì sẽ bằng 1.000 cm khối. Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng điền được 1.000 vào ô trống đầu tiên ở ý A, đúng nhỉ? Tiếp theo này, 4,5 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? 4,5 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? Chúng ta thấy 1 dm khối thì bằng 1.000 cm khối, đúng nhỉ? Vậy thì 4,5 dm khối chúng ta sẽ lấy 4,5 nhân với 1.000 sẽ bằng 4.500 cm khối, đúng không nhỉ? Và bây giờ cô sẽ điền được 4.500 vào ô trống thứ hai ở ý A. Tiếp theo này, 215 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? 215 dm khối
bằng bao nhiêu cm khối? Chúng ta thấy 1 dm khối thì bằng 1.000 cm khối. Vậy thì 215 dm khối sẽ bằng 215 nhân với 1.000 đúng nhỉ? Và bằng 215.000 cm khối. Và cô sẽ điền được 215.000 vào ô trống thứ 3 ở ý A. Tiếp theo này, 2/5 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? 2/5 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? Chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta sẽ lấy 2/5 nhân với 1.000 đúng nhỉ? Mà 2/5 thì bằng 0.4. 0.4 nhân với 1.000 chúng ta sẽ được kết quả là 400 cm khối. Và cô sẽ điền được 400 vào ô trống thứ tư ở ý A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang ý B này. Đầu tiên người ta hỏi 5.000 cm khối bằng bao nhiêu dm khối này? 940.000 cm khối thì sẽ bằng bao nhiêu dm khối này? 2.100 cm khối thì bằng bao nhiêu dm khối cộng với bao nhiêu cm khối này? 372.000 cm khối thì bằng bao nhiêu dm khối này? Và cuối cùng 606 dm khối thì bằng bao nhiêu cm khối này? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm ý đầu tiên nhé. 5.000 cm khối bằng bao nhiêu dm khối đúng không nhỉ? Chúng ta thấy 1 dm khối thì bằng 1.000 cm khối. Vậy thì 5.000 cm khối sẽ bằng 5.000 chia cho 1.000 đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ được kết quả là 5 dm khối. Và cô sẽ điền được 5 vào ô trống đầu tiên ở ý B đúng không nhỉ? Tiếp theo này, 940.000 cm khối bằng bao nhiêu dm khối? 940.000 cm khối bằng bao nhiêu dm khối? Chúng ta cũng thấy 1.000 cm khối thì bằng 1 dm khối. Vậy thì 940.000 sẽ bằng bao nhiêu dm khối nhỉ? Ta lấy 940.000 chia cho 1.000 và sẽ bằng kết quả là 940 dm khối. Và cô sẽ điền được 940 vào ô trống thứ hai ở ý B đúng nhỉ? Tiếp theo này, 2.100 cm khối bằng bao nhiêu dm khối và bằng bao nhiêu cm khối? 2.100 cm khối đúng nhỉ? Ta có thể thấy rằng 1 dm khối thì sẽ bằng 1.000 cm khối này. 2 dm khối thì sẽ bằng 2.000 cm khối này. 3.000 cm khối thì bằng 3 dm khối này. Chứ không, vậy thì chúng ta sẽ chỉ có thể lấy được 2.100 cm khối bằng 2 dm khối thôi đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ thừa ra 100 cm khối đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ điền được 2.100 cm khối sẽ bằng 2 dm khối và 100 cm khối. Tiếp theo này, người ta hỏi 372.000 cm khối bằng bao nhiêu dm khối? 372.000 cm khối bằng bao nhiêu dm khối? Chúng ta thấy 1 dm khối thì bằng 1.000 cm khối. Vậy thì 372.000 cm khối sẽ bằng 372.000 chia cho 1.000 đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ được kết quả là 372 dm khối. Và cô sẽ điền được 372 vào ô trống thứ tư ở ý B đúng không nhỉ? Tiếp theo này, 606 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? 606 dm khối. Ta thấy
1 decimet khối thì bằng 1.000 cm khối. Vậy thì 606 decimet khối sẽ bằng 606 nhân với 1.000 sẽ bằng 606.000 cm khối. Và cô sẽ điền được 606.000 cm khối vào ô trống thứ 5 ở ý B, đúng không nhỉ? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm bài tập cuối cùng nhé. Đề bài người ta yêu cầu con điền dấu lớn này, dấu nhỏ và dấu bằng thích hợp vào chỗ chấm, đúng không nhỉ? Đầu tiên, người ta bảo con điền dấu lớn, dấu nhỏ, dấu bằng thích hợp vào ô trống 2020cm khối sẽ như thế nào so với 2,02 dm khối này. Tiếp theo, 2020cm khối thì bằng như thế nào so với 2,2 dm khối này. 2020cm khối thì sẽ như thế nào so với 0,202 dm khối này. Và cuối cùng, 2020cm khối thì như thế nào so với 20,2 dm khối này. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đổi 2020cm khối sang đơn vị là dm khối để dễ dàng so sánh hơn nhé. Chúng ta đã được học là 1 dm khối thì bằng 1.000cm khối, đúng nhỉ? Vậy thì 2020cm khối, 2020cm khối sẽ bằng bao nhiêu dm khối nhỉ? Ta sẽ lấy 2020 chia cho 1.000 và chúng ta sẽ được kết quả là 2,02 dm khối, đúng nhỉ? Vậy thì từ đó chúng ta sẽ dễ dàng so sánh được ý đầu tiên này, 2020cm khối như thế nào so với 2,02cm khối nhỉ? À, chính là bằng nhau đấy các con ạ. Tiếp theo này, 2020cm khối như thế nào so với 2,2 dm khối? Chúng ta thấy 2020cm khối thì bằng 2,02 dm khối. Vậy thì 2,02 dm khối sẽ nhỏ hơn 2,2 dm khối, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ điền được dấu nhỏ vào ô trống ở ý 2. Tiếp theo này, 2020cm khối như thế nào so với 0,202 dm khối? Ta dễ dàng thấy được rằng 2,02 dm khối thì lớn hơn 0,202 dm khối, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng điền được dấu lớn vào ý thứ 3. Tiếp theo này, ý cuối cùng, người ta hỏi con là 2020cm khối như thế nào so với 20,2 dm khối? Chúng ta cũng dễ dàng thấy được rằng 2,02 dm khối thì nhỏ hơn 20,2 dm khối, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ điền được dấu nhỏ vào ý cuối cùng ở bài 3. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 111 cm khối, dm khối. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.